không sao. Trước kia cũng đám cưới ở bên chỗ đấy là cũng đau đầu cơ. Còn mày có lần này cũng không làm sao? Không, chứ cái này cũng rượu nhà không đâu. À thế. Rượu có loại rượu đau đầu lắm. Tưởng như uống ở bên như tẩy ấy. Nhưng mà cho tưởng uống nhiều là sẽ đau đầu. Không. Phải không? Vâng, là rượu. Nặng thế đâu? Rượu bên tẩy là hai đau đầu. Nó cho gì mà đau đầu? Nó có lá cây ấy nào, với cả nó không chuột. À thế à, nó thế à? Ừ, nó kiểu nhanh quá. Ở đây cho thấy người tẩy nhiều phết nhỉ? Nấu nhanh quá à? Nấu kiểu nó thời gian nó không ngủ lâu ấy. À. Thời gian nó không ngủ lâu cho nên chị cần sống, men cần sống. À thế à? Ừ. Thế nào nào? Em bị sao đầu. Men nó phải chín. Vâng. Nên anh ngủ với đây gần tháng rồi. Thế à? Đây, ngủ với đây.